Đây là chanh dây đấy các bác. Hiện giờ giá chanh dây cũng rất rẻ. Ai thích ăn chanh dây xin liên hệ với mình nhé. Mình sẽ ship tận đây cho. Nhưng phải số lượng nhiều nhiều tí. Ít quá thì lại tốn công quá. Chanh dây uống rất là tốt cho sức khỏe, nó có nhiều vitamin. Đây là vườn chanh dây mấy bói. Cả ruồi vàng này các bác. Đó, con ruồi vàng này nó hại, độc hại lắm. Nó toàn đi chích hút không. Rồi khi mà nó chích vô cái quả nó bắt nó làm cho quả nó thối. Đây là ruồi vàng đó. Con ruồi vàng này, con ruồi vàng nó đang bắt đầu nằm ở trên chây nên trên trái nó đi chích đấy. Đó, con ruồi vàng nó độc, nó ghê gớm lắm, nó toàn đi phá mà nó chích hút cho này. Nó đẻ trứng rồi đấy, thì trái chín là bắt đầu con nó ở trong đó sinh trưởng ra, thế này nó làm cho trái thối. Trái không thối thì nhìn nếu mà cậu bán được thì nó cũng rỗ rỗ, không ai mua, nó đốm đốm vàng hết. Như cái trái này này các bạn, đây là trái này là bị con ruồi vàng nó chích này. Con ruồi vàng nó rất độc hại. Và đây có một trái nó bị khô này. Cái khô như vậy là do bị thiếu phân này. Nước thì không thiếu rồi. Đây cũng bị ruồi vàng chích này các bạn này. Đây. Khi mà ruồi ruồi vàng nó chích này, nó bị thối như vậy này. Đó.
Đó, bóp ra nó xì nước ra. Đấy là dấu hiệu ruồi vàng nó chích, nó làm cho trái nó hư thối đi. Trái này. Trái to như vậy rất là đẹp này. Đó. Trái to về loại 1 đấy. Nó xuất khẩu được. Thời buổi này làm ăn rất là khó khăn. Trồng được một cây chanh dây cũng ít để ra trái, cũng phải bắt đầu ra cho ra trái cũng phải 4 tháng rưỡi trở đi với các bác. 4 tháng rưỡi chăm sóc cho cây nó lên này. Khi nó có trái rồi thì bắt đầu là sâu, ruồi, ong, chích, này kiến. Nên là rất vất vả. Giá như nó chích nhưng mà giá thành nó cao thì cũng không, bà con cũng yên tâm dùng các phương thế để phòng tránh, nhưng mà giá thành nó rẻ quá nên là bà con cũng buồn, không có chi phí. Nhiều gia đình đã phải phá cà phê đi. Cái trồng chanh dây thì lại giá lại rẻ, làm cái gì cũng vất vả cả. Thấy cà phê thì phá cà phê, cà phê đi xong giờ cà phê giá lại cao, cà phê giá kỷ lục thôi các bạn. Cà phê bây giờ giá sáu mấy ngàn một kg, trong khi chanh dây thì còn có mấy ngàn một ký. Đúng là chỉ có khổ bà con nông dân thôi. Cuộc sống nó cứ bấp bênh, không có ổn định. Phá cà phê, trồng chanh dây. Phá cà phê xong thì trồng chanh cà phê lại mắc. Đấy, bà con lại tiếp tục lại trồng cà phê. Nên cuộc sống lúc nào cũng bất ổn. Bà con nông dân thì chỉ có khổ thôi. Rất mong được quý vị ủng hộ đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết. Xin chân thành cảm ơn.